bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Quý bạn thân mến, xin mời quý vị đến với Rung Động Bất Lự Hoài Thượng, Tiên Du Bắc Ninh để cùng chúng tôi theo dõi trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1 giải bóng đá Như Xuân Open. Một giải đấu mở rộng của huyện Như Xuân với 8 đội bóng và chia thành 2 bảng. Giải đấu dự định sẽ diễn ra trong vòng 3 tuần, rất nguy hiểm. Và như vậy là đã có bàn thắng cho cao thủ Sa Quê. Tình huống phối hợp đá biên và sau đó là một tình huống chạy cắt mặt bằng đá phạt góc, và sau đó là tình huống một sao đá thuộc biên chế của các thủ thang máy Dương Gia. Cơ hội dứt điểm không vào, không có bàn thắng thứ hai, rất đáng tiếc. Lại một pha dứt điểm nguy hiểm nữa của cao thủ Xa Quê, nhưng dứt điểm vừa rồi đó là hạng nhất. Rất hay, được chuyền vào, không vào, rất đáng tiếc cho cao thủ Xa Quê. Khả năng phối hợp rất hay của thủ Xa Quê. Bóng đã có tới 3 năm ăn tập cùng nhau và đó lý do tại sao ngày hôm nay đang có một lợi thế. Khả năng phối hợp rất ăn ý của họ. Ta cùng theo dõi lại tình huống này. Có lẽ chỉ là một pha phối hợp bình thường thôi. Cú sút rất nguy hiểm. Tình huống sút thẳng bất ngờ, chéo bóng vào trong, đánh đâu không vào, rất đáng tiếc cho tình huống xử lý bằng đầu vừa rồi. Và bật rất cao đánh đầu đến từ vị trí của Trường Hiếp, nhưng đáng tiếc là cái này thì bên sân đó không được tác nghiệp trực tiếp, chính vậy tôi không thể cập nhật. Sút xa không vào, tình huống vuốt bóng khá kỹ thuật, chiến khá cân bằng về mặt thế trận cũng như là về mặt cá nhân con người. Không có cầu thủ nào quá nổi bật trong cuộc chiến này. Hà Nội thì gần như là không có ngoại binh không. Như vậy là có bàn thắng rồi. Sai lầm của thủ môn bên phía cao thủ Xa Quê. Đó là Quang Hùng. Hai bàn thắng đều đến từ những dấu ấn sai lầm. Và người đã ghi tên mình lên bảng tỷ số là ai đây? Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại và xử lý đến từ cầu thủ số 8. Tình huống trích mũi giày khá đơn giản. Có gì đâu mà ác anh. Ngày có vài trận như là đi chơi thôi mà dứt điểm không vào, bóng không dính nữa đến từ thủ môn Quang Hùng. Trận đấu đầu tiên và các cầu thủ chúng ta cũng chưa có được một sự tự tin và cảm giác tốt nhất cho cuộc chiến đầu tiên này. Phối hợp dứt điểm, như vậy là bàn thắng thứ hai rồi. Và phối hợp khá đơn giản, cú dứt điểm cũng là rất nhẹ nhàng nhưng nó lại chạm chân một. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại ai đã là người ghi bàn. Vâng, hậu vệ lại là hậu vệ rồi. Đây là Trường Híp. Đường trong khe rất hay. Hải Dương kỹ thuật chân trái không được. Xử lý sau đó của Hải Dương thì lại hơi chậm. No Name đang là bóng bất lợi nhất khi mà họ đã để thua cao thủ Như Xuân ở trong cuộc chiến ra khai mạc. Rất hay và đi bóng rất tốt của cao thủ Xa Quê. Cơ hội không vào và bỏ lỡ có tin đến từ thủ áo số 95 bên phía thủ Xa Quê, đó là Thành Nam. Ta cùng theo dõi lại tình huống này. Thành Nam không đệm bóng của những Harry Mắc Hai sẽ như thế nào. Sút xa không vào, một tình huống sút bóng sống bồ lề rất hay, tình huống bồ lề nửa đẩy rất đẹp mắt đến từ thủ Xa Quê. Chúng ta cùng theo dõi pha dứt điểm này. Người đã dứt điểm, Xa Quê đang triển khai bóng khá mạnh lạc đáy biên, chuyền về tuyến hai không vào. Lại một tình huống phối hợp quen thuộc như sách giáo khoa của thủ Xa Quê, nhưng cuối cùng thì bàn thắng lại không đến. Một pha bóng mà gần như là 3-1 rồi nhưng cú dứt điểm
Cú sút không vào. Cú sút bóng đi hơi cao. Người đã tung ra một dứt điểm không ai khác đó là Hải Dương. Nếu như có những đường truyền dài có lẽ là phải thật đáy biên. Dứt điểm không vào. Cú bắt lê. Bắt bộ lê rất đẹp mắt. Đến từ cầu thủ bên phía xa quê nhưng đáng tiếc là đã không có siêu phẩm. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Một pha phối hợp khá nguy hiểm, dứt điểm không vào. Chút chút nữa thì có bàn thắng. Người đã dứt điểm lại là Hải Dương. Đã cùng theo dõi lại tình huống đi bóng rất táo bạo của Hải Dương. Và lấy tấn công để bù thủ. Lỗi rồi. Thì rất có thể họ sẽ phải trắng tay trong lượt trận đầu tiên. Những sai lầm thực sự đã ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý của thủ xa quê. Vâng, đây lại là một cơ hội. Đi bóng rất tay. Chuyền vào trong. Làm gì? Đi bóng kỹ thuật xuống đáy biên. Như vậy là bàn thắng thứ 3 rồi. Cuối cùng thì cầu thủ trẻ Như Xuân cũng đã có bàn thắng thứ 3 sau khá nhiều những người đã bị bỏ lơ. Một pha đi bóng cá nhân tuyệt vời. Cầu thủ mang số 8 đã làm tất cả rồi. Và sau đó là một đường truyền vào vừa tầm. Sự tự tin tốt nhất trong cuộc chiến này. Sự là họ chỉ có nửa hiệp 1 là thi đấu hay hơn đối thủ thôi. Sau đó là những khoảnh khắc đánh mất đi hoàn toàn tinh thần sau những sai lầm. Và phải trả giá. Bóng đá là như vậy. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Chúng ta đã chờ đợi. Gánh đầu. Như vậy là bàn thắng thứ 4. Rất đẹp mắt. Lại một đường chuyền dài, một pha đánh đầu đơn giản nữa. Một ngày thi đấu mà hàng phòng ngự của cao thủ xa quê. Phút bù giờ thứ 4 rồi. Không biết là ngày hôm nay ngày trọng tài này cho mấy phút bù giờ nữa. Vâng, đúng lúc này thì trọng tài cũng nổi tiếng còi khép lại trận đấu của cầu thủ xa quê với trẻ Như Xuân. Trận đấu khép lại, trẻ Như Xuân đã vượt qua cầu thủ xa quê với tỷ số là 3-1.